Theo báo cáo tại hội nghị năm 2020, ngành thông tin và truyền thông Đắk Lắk đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được tăng cường, các sự cố về an toàn thông tin được xử lý kịp thời. Toàn ngành đã triển khai các nhiệm vụ phục vụ hiệu quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện lớn của tỉnh. Các thông tin báo chí phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, tăng cường đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân. Trong năm, ngành đã chỉ đạo các doanh nghiệp chia sẻ sử dụng chung cơ sở hạ tầng, kỹ thuật viễn thông để thuận lợi cho việc phát triển và đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Lĩnh vực tần số vô tuyến điện, phát thanh và truyền hình được thực hiện hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai họp trực tuyến, làm việc trực tuyến trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả ngành thông tin và truyền thông đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về chuyển đổi số, tích cực triển khai, hoàn thành các hạng mục của chính quyền điện tử theo đề án được tỉnh phê duyệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính, phát triển hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới viễn thông, đảm bảo theo quy hoạch, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.